Lực lượng biên phòng và các lực lượng vũ trang của Litva đang lên kế hoạch tập trận chung vào ngày 27 tháng 8 tới đây với mục tiêu nhằm sẵn sàng trước các mối đe dọa tiềm ẩn tại biên giới với Belarus. Theo Bộ trưởng Nội vụ Litva, kịch bản đầu tiên liên quan đến vấn đề di cư trong trường hợp xảy ra một số tình huống bất thường. Còn kịch bản thứ hai là ứng phó với một mối đe dọa quân sự hỗn hợp ở biên giới. Chính quyền Litva cũng đang xem xét mời lực lượng biên phòng và các sĩ quan của Latvia, Estonia và Ba Lan cùng tham gia tập trận. Các kế hoạch của Litva được cập nhật để phản ứng trước việc các tay súng thuộc tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đến Belarus. Theo các nhà lãnh đạo của Litva và Ba Lan, thì số lượng binh sĩ Wagner đang ở Belarus là khoảng 4.000 người.